Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam đối tượng hack clip sinh hoạt vợ chồng từ camera phòng ngủ rồi nhắn tin tống tiền. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1994, trú tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Việt khai do đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên phải vay nợ nhiều người và mất khả năng chi trả. Đầu tháng 9 năm 2023, Việt nảy sinh ý định truy cập vào các tài khoản camera đã lắp đặt trước đó cho khách để xem. Nếu phát hiện có những hình ảnh nhạy cảm, Việt sẽ quay lại, sau đó nhắn tin đe dọa để tống tiền. Được biết, Việt đã đánh cắp clip có cảnh sinh hoạt vợ chồng từ camera trong phòng ngủ của chị LLH, sinh năm 1991, trú tại phường Xuân Hòa, quận Cẩm Lệ, rồi tống tiền bị hại. Cụ thể, Việt yêu cầu chị H phải chuyển khoản 130 triệu đồng để xóa clip, nếu không sẽ bán cho bên thứ ba hoặc đăng tải lên trang web đồi trụy. Vì lo sợ, chị H đã chuyển khoản trước cho Việt 10 triệu đồng. Sự việc sau đó đã được Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra, làm rõ. Ngoài ra, Việt còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua hình thức mua bán camera, điện thoại giá rẻ. Bên cạnh đó, Việt còn chiếm đoạt 4 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 11 Pro Max trị giá 45 triệu 690 nghìn đồng của anh Nguyễn H, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi, 11 điện thoại di động hiệu iPhone các loại trị giá 50 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền mặt của anh Trần Văn N. Số tiền này, Việt sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.